Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh ly hôn giáo hơn hẳn chồng cũ. Triệu Lệ Dĩnh từng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp vì sinh ra trong gia đình nhà nghèo. Phim Minh Lan Truyện từng là tác phẩm gây sốt tại Trung Quốc và hiện đang trở thành được yêu thích với khán giả Việt Nam. Bộ phim kể về nhân vật Minh Lan, cô gái thông minh, tinh tế, vừa thanh thuần vừa sắc sảo. Minh Lan đã có cách xử lý rất khéo léo khi đối phó với các âm mưu hãm hại của người ngoài, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng Cố Đình Diệp. Chính vì tính cách nhân vật nữ chính thú vị đã khiến cho bộ phim Minh Lan Truyện trở thành cái tên gây sốt tại Trung Quốc một thời. Người đảm nhận vai nữ chính Minh Lan Truyện là nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Điều thú vị là chồng cũ của cô Phùng Thiệu Phong là nam chính của tác phẩm này. Thời điểm đóng phim họ mới bí mật hẹn hò, chưa công khai với công chúng, giờ cả hai đã không còn bên nhau. Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh chính thức công khai hẹn hò và cuối cùng kết hôn với Phùng Thiệu Phong, cô vấp phải khá nhiều ý kiến chỉ trích từ công chúng, đặc biệt là các fan của nam tài tử họ Phùng. Từng có người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đũa mốc đòi chòi mâm son. Thực tế, gia cảnh của Triệu Lệ Dĩnh khá nghèo có. Cô sinh ra ở vùng nông thôn, gia đình không có tiền cho Triệu Lệ Dĩnh ăn học, nên cô phải nghỉ học từ sớm và nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống. Bởi vậy, chuyện cô đặt chân vào nhà họ Phùng từng khiến nhiều người bất ngờ. Từng xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh không được mẹ chồng ưng ý, bà Phùng không mong muốn một cô con dâu không môn đăng hộ đối. Hơn thế, học vấn thấp khiến cho Triệu Lệ Dĩnh càng không nhận được thiện cảm từ phía mẹ chồng. Cô nhiều lần dính tin đồn bất hòa với bà. Sau này, khi chính thức đường ai nấy đi với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vì có tin cô bị gia đình nhà chồng ghét bỏ. Chuyện ly hôn của Phong Dĩnh cũng xuất phát từ phía mẹ chồng cô. Phía Phùng Thiệu Phong không bênh vợ, nghe lời mẹ nên hôn nhân mới tan vỡ. Hậu ly hôn, gái quê ngày càng đẹp và giàu. Nhưng tưởng sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh sẽ có cuộc sống khốn khó, nhưng không ngờ cô ngày càng nổi bật hơn. Thậm chí nàng tiểu cốt còn vượt mặt cả chồng cũ. Nhiều người khẳng định, sau khi trở về tình trạng độc thân, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp, xứng đáng với câu nói, phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Không chỉ tích cực tham gia các dự án phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh còn là gương mặt trang bìa của các tạp chí thời trang danh tiếng. Mỗi lần cô xuất hiện, ấn tượng của khán giả chính là khí chất, nhan sắc mặn mà. Điều này hoàn toàn trái ngược với Phùng Thiệu Phong, bởi anh hậu ly hôn ngày càng già, thậm chí là thất thế. Trên mạng xã hội, nhiều lần xuất hiện loạt ảnh Phùng Thiệu Phong bơ phờ, chán nản sau khi bỏ vợ. Nam tài tử cũng già đi khá nhiều, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh kém nổi bật hơn cô. Anh ít lộ diện trước công chúng và cũng ít được quan tâm hơn hẳn. Không chỉ vượt mặt về nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng là một trong số những nghệ sĩ giàu có. Xét về tài sản, cô không hề lép vế so với Phùng Thiệu Phong. Với danh hiệu nữ hoàng rắc tinh, khi liên tục có phim hot, Lục Trinh Truyền Kỳ, Cung Tỏa Trầm Hương, Sam Sam Đến Đây Ăn Nào, Sự Kiều Chuyện, Tru Tiên, Triệu Lệ Dĩnh bỏ túi số thu nhập khủng mà không phải tiểu hoa si bít nào cũng có được. Ngoài ra, vợ cũ Phùng Thiệu Phong còn nhận được mức cát xê dự sự kiện, quảng cáo không nhỏ. Cô được đánh giá là người rất biết cách đầu tư, kinh doanh, nên tiền đẻ ra tiền. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh hiện là phó chủ tịch của một công ty về mạng công nghệ, đồng thời là cổ đông của ba tập đoàn lớn. Có thể nói địa vị của Triệu Lệ Dĩnh trong giới phim ảnh lẫn ngoài đời giờ vượt hơn hẳn Phùng Thiệu Phong. Sau khi ly hôn, vì Phong Dĩnh không có ràng buộc về kinh tế, tiền của ai người đó tiêu, nên các thủ tục cũng được giải quyết nhanh gọn. Nếu Phùng Thiệu Phong không chu cấp tiền nuôi con cho Triệu Lệ Dĩnh, cô vẫn có thể thoải mái chăm lo cho con trai đến khi cậu bé trưởng thành, nhờ số tài sản mà mình đang nắm giữ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.